Johnny Depp đầu tư lớn để lột xác trên thảm đỏ. Trong lần xuất hiện tại liên hoan phim Cannes lần thứ 76, Johnny Depp được ekip chăm chút kỹ lưỡng về mặt ngoại hình. Dancing đưa tin, Johnny Depp đã có màn thay đổi diện mạo một cách ngoạn mục trước khi xuất hiện tại liên hoan phim Cannes lần thứ 76. Tài tử đầu tư kỹ lưỡng về ngoại hình cho lần tham dự thảm đỏ. Nam diễn viên trả lương cao cho một nhóm chuyên gia để chăm sóc vẻ ngoài. Họ chuẩn bị quần áo, trang điểm cho Johnny Depp tại một phòng ở khách sạn sang trọng trên đường La Croisette. Một phòng khách sạn ở đây có giá từ 1.000 USD mỗi đêm. Trong buổi ra mắt phim Vine Zuberi, Johnny Depp mặc bộ suit được thiết kế riêng bởi nhà thiết kế Kim Jong của Dior. Nam diễn viên làm việc với stylist giàu kinh nghiệm là Samant McMillan. Người này từng hợp tác với nữ diễn viên Elle Fanning. Một nguồn tin của Pitsic tiết lộ, Dior cũng chi tiền cho màn lột xác ngoại hình của Johnny Depp. Tuy nhiên, dù đầu tư kỹ, ngoại hình của tài tử vẫn trở thành tâm điểm bình luận trái chiều trên mạng xã hội khi Depp để lộ hàm răng ố vàng trước ống kính phóng viên Cannes. Thời gian gần đây, Johnny Depp gây chú ý khi tham dự liên hoan phim Cannes và ký hợp đồng trị giá 20 triệu USD với Dior. Đây là mức phí cao nhất một thương hiệu từng chi trả cho việc thuê người nổi tiếng quảng cáo nước hoa. Ngoài ra, việc Johnny Depp kiếm hơn 3,6 triệu USD nhờ vẽ tranh gây chú ý. Sau khi thắng kiện vợ cũ Amber Heard, Johnny Depp tuyên bố bán đấu giá những bức tranh mà anh thực hiện. Phòng tranh Castle Fine Art đã hợp tác với nam diễn viên để tổ chức chuỗi triển lãm trực tuyến các tác phẩm của anh vào cuối tháng 2.